Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lừa đảo gặp lừa đảo. Theo kết luận điều tra, Công an Hà Nội nhận đơn của Trương Sĩ Dũng và bà Trần Thúy Vân tố giác Nguyễn Phương Thùy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 605 triệu đồng thông qua việc chạy án cho anh Lộc, con bà Dung, bị Công an tỉnh Hà Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm. Hai tháng sau, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được đơn của bà Dung tố cáo vợ chồng Trương Sĩ Dũng, Trần Thúy Vân lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng lo chạy án cho anh Lộc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả tổng số tiền vợ chồng bà Dung đã chuyển cho Trương Sĩ Dũng và Trần Thúy Vân là hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền vợ chồng Dũng đã chuyển cho Thùy để lo chạy án là 475 triệu đồng, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của bị hại. Quá trình điều tra, Thùy đã trả cho bà Dung 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Dũng, Vân, Chiến và Thùy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kẻ mù lòa chạy án cho người sáng mắt. Người dân ở khu vực phường Bạch Đằng vốn chẳng lạ gì Dũng. Với bề dày thành tích về môn hai ngón, học hành lỡ sở khi mới 17 tuổi, Dũng đã tham gia một vụ trộm cắp tài sản, lĩnh án tù giam. Ra tù được mấy tuần, Dũng lại bị bắt vẫn vì tội trộm cắp và phải thụ án tù 2 năm. Năm 21 tuổi, Dũng một lần nữa phải đi bóc lịch. Lần này thời gian tăng lên 4 năm. Lần thứ 3 ra tù, sau một thời gian làm đủ thứ nghề, bất ngờ Dũng trở thành thầy bói. Dường như rất hợp tình, hợp cảnh, khi cùng lúc đó đôi mắt của Dũng cứ mờ dần và cuối cùng không nhìn thấy gì nữa. Nhưng thầy bói mù Trương Sĩ Dũng lại có thể bày ra vở kịch để ăn được tiền tỷ của một cặp vợ chồng ở Hà Nam. Thông qua một thầy cúng thường trú Nam Định, Dũng biết được vợ chồng bà Dung, sinh năm 1972, thường trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, đang tìm người để chạy án cho con trai. Trước đó, Dũng chém gió rằng chuyên đi xem tử vi cho nhiều quan chức to ở Hà Nội, quan hệ rất khủng và có thể giúp được nhiều việc khó. Khi nghe bà Dung nói rằng có cậu con trai là Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1994, bị Công an tỉnh Hà Nam bắt về tội tàng trữ trái phép chất cấm, ngay lập tức trong đầu Dũng nảy ra ý định lừa đảo. Qua điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, tháng 9 năm 2019, con bà Dung bị Công an tỉnh Hà Nam bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm. Bà Dung cho rằng con mình bị oan nên muốn tìm người giúp minh oan cho con. Mạo nhận là Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, Dũng khẳng định có thể tác động để cơ quan tố tụng ở Hà Nam giảm án cho con trai bà Dung, thậm chí có thể xử trắng án. Để bà Dung tin tưởng, Dũng hẹn gặp hai vợ chồng bà Dung tại trụ sở phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội để lấy thêm thông tin và bàn phương án gỡ. Dũng cùng vợ hờ là Trần Thúy Vân và Nguyễn Phương Thùy đã nhận tiền của bà Dung để chạy cho Lộc được trắng án. Dũng và Vân chỉ đạo Vũ Văn Chiến giúp sức bằng việc đi nhận tiền và ghi âm, ghi hình lại các cuộc gặp, nói chuyện chạy án với vợ chồng bà Dung cũng như khi đưa tiền cho Thùy. Dũng cùng vợ hờ và Vũ Văn Chiến đi từ cổng phòng Cảnh sát Hình sự ra gặp bà Dung ở một quán cà phê trên phố Trần Bình Trọng. Bản kế hoạch chạy án, Dũng và Vân nói với bà Dung là anh Lộc bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm với số lượng ít. Do đó, kế hoạch của Dũng là chuyển Lộc từ trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam về trại cai nghiện. Sau 2 tháng, các đối tượng sẽ đưa Lộc ra ngoài và Lộc sẽ được trắng án. Vân Dũng nói, việc chạy án này phải bí mật, yêu cầu bà Dung không được nói với ai và không được lộ diện. Mọi việc sẽ để vợ chồng Dũng Vân đứng ra lo liệu. Vợ chồng Dũng yêu cầu bà Dung chuyển trước 50 triệu để giải quyết nhanh vụ việc. Về phần cặp đôi lừa đảo, sau cuộc gặp gỡ với bà Dung, do không có kênh nào để chạy án cho anh Lộc, nên Vân đã liên hệ với đối tượng Nguyễn Phương Thùy, sinh năm 1981, thường trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhờ Thùy giúp đỡ. Nghe thấy có mùi tiền, lập tức Thùy nói sẽ nhờ một ông anh ở một cơ quan báo chí giúp đỡ cho. Sau khi nhận 50 triệu đồng của vợ chồng bà Dung,
Hôm sau Dũng và Vân lại yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiếp 100 triệu đồng. Nhận tiền, Vân chuyển khoản 100 triệu đồng cho Thủy. Cũng chiều hôm đó, Dũng tiếp tục gọi điện yêu cầu bà Dung chuyển tiếp 20.000 đô la để nhờ tướng công an giúp lo chạy án cho Lộc. Hai ngày sau Lộc sẽ được thả. Tin lời vị phó phòng, vợ chồng bà Dung chuyển tiếp 460 triệu đồng vào tài khoản của Vân. Liên tiếp những ngày sau đó, vợ chồng Dũng, Vân và Vũ Văn Chiến gặp bà Dung tại Hà Nội hoặc về nhà bà này ở Hà Nam để tạo sự tin tưởng. Từ đó nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền để lo chạy án. Cố đấm ăn xôi. Trong vụ việc này, bị hại mù quáng đến mức tháng 11 năm 2019, Lộc đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Phủ Lý, Hà Nam tuyên phạt 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất cấm. Song vẫn tin tưởng cặp đôi Vân Dũng có thể giúp gia đình chạy án. Về phần những kẻ lừa đảo, chúng tụ với Thùy bàn việc, nhóm này tiếp tục dựng lên màn kịch to tiếng với nhau. Vân hỏi lý do chạy án rồi mà Lộc vẫn bị xử, Thùy nói giờ không thể can thiệp bằng mồm được mà phải có thêm tiền. Sau hồi cãi vã, các đối tượng thống nhất lo cho Lộc chuyển về trại tạm giam T16 Bộ Công an. Vợ chồng Dũng sau đó nhiều lần tiếp tục yêu cầu bà Dung phải chuyển tiền. Số tiền nhận được, Vân chuyển một phần cho Thùy để lo việc, để vợ chồng bà Dung tin tưởng là mình đang lo chạy án cho Lộc. Cặp đôi Vân Dung đã đưa bà Dung đến gặp Thùy tại một quán cà phê, nói rằng Thùy là kép chính chạy án cho Lộc. Sau đó Thùy đã dẫn bà Dung đến trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội với mục đích kêu oan. Tại đây Thùy đi vào phòng tiếp dân để hỏi thủ tục kêu oan rồi lại đưa bà Dung về. Nhóm đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Dung phải chi thêm tiền để chạy án. Sau đã cạn tiền, bà Dung nói phải làm thủ tục bán nhà, cần có chữ ký của Lộc. Dũng đã gọi xe taxi cùng với Chiến, Thùy về Hà Nam với mục đích vào trại giam lấy chữ ký của Lộc vào văn bản cam đoan tài sản. Tuy nhiên Thùy không vào được trại giam nên cả bọn quay về Hà Nội. Chưa dừng lại ở đây, Dũng tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu bà Dung phải đưa thêm 250 triệu đồng để chạy án. Bà đi vay mượn khắp nơi và lên một quán cà phê ở đường Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đưa cho Dũng. Sau đó Dũng chuyển lại cho Thùy 200 triệu đồng. Vợ chồng bà Dung ngã ngửa người khi nghe con mình bị y án trong phiên tòa phúc thẩm. Ngay lập tức bà Dung gọi điện chất vấn Dũng. Thấy màn kịch của mình sắp bị bóc trần, cặp đôi Dũng Vân đã đổ vấy cho Nguyễn Phương Thùy. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.